trình độ và trình độ tài chính ở cái cấp độ CFA level 1 thì đối với một anh em mình là nó cũng là hơi cao rồi đấy, hơi cao rồi đấy. Nhưng các bạn ấy làm được chuyện đó. Em có cậu em chính thức hiện tại đang là gọi là cũng là giáo viên hỗ trợ gần như miễn phí cho cái hội quán thanh nhân của bên đó, đang có trình độ CFA level 3, là chính là em vợ em luôn. Nên là em sẽ tập hợp được cái nhóm đó, sẽ làm cái câu chuyện đó nữa. Thì ở cấp độ, ví dụ như những cái lâu nay em nói chỉ là cấp độ gọi là nhập môn thôi, nhưng những cấp độ cao hơn, cấp độ mà gọi là có chuyên gia nói chuyện, đi chia sẻ chi tiết hơn, thì ta sẽ làm câu chuyện đó. Nếu làm được những câu chuyện đó, nó mới có ý nghĩa, nó mới đáng để mà chúng ta gặp nhau nhiều hơn, để tham gia với nhau nhiều hơn. Tất nhiên em hướng theo cái cộng đồng, tức là hướng là chia sẻ nhau, trước là chứng khoán, sau là cùng đam mê, sau nữa là thành gọi là những người gọi là yêu cùng cái đam mê, yêu thích nhau và kết bạn được với nhau, bắt được với nhau thì giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Giả sử nhiều khi em cần bạn giúp đỡ, cần anh giúp đỡ, em cần khi cần những cái chuyện đó thì có anh em chung tay vào. Cái quan trọng nhất là đi đến đâu cũng có bạn bè. Cái giống em nói nãy giờ đấy, em muốn nói lại cho anh Lợi để hiểu được cái câu chuyện cách em làm. Chứ em không làm giống bất kỳ một đứa nào hết, không làm giống bất kỳ một ai là theo cái kiểu là đi thuyết trình hay này kia, không, em không làm chuyện đó. Gặp nhau thì ở đây anh chị bớt, có những người ở đây, ví dụ anh này ở Tân Phú này lên đây 30-40 cây số lận, thì không phải chỉ lên đây để nghe em nói về ba cái lý thuyết kiến thức đó, thì em thôi em trực tiếp anh ở ngồi ở nhà anh nghe cho khỏi tiện, nó làm gì lên đây làm gì. Nhưng lên đây là mục đích là như thế, thì nếu ủng hộ được em những chuyện đó thì anh em mình sẽ tiếp tục diễn tiếp. Các tháng thì tất nhiên không hứa là một tháng là 4 lần đâu, bởi vì lắm khi hai vợ chồng hứng nên là hay đi du lịch lung tung á, thì có thể là tháng sẽ 2 lần là chắc chắn. Tháng 2 lần mình gặp nhau một tháng, một thứ bảy một chủ nhật thì có thể nói tiện, hoặc là thứ bảy cả hay tùy gì đó, nhưng ta sẽ làm được cái như thế. Và sau này thì hôm qua trực tiếp á, mọi người có hỏi là không đóng phí có tham gia được không, không sao, cứ tham gia vui, có gì đâu, cùng đam mê mà, có gì đâu mà cứ phải phí không phí. Thậm chí biết rất nhiều bạn như là sinh viên là đam mê cái này, em bảo không phải phí gì đó, đến anh mời cà phê, cứ đến chơi thoải mái vui vẻ, anh em mình gặp nhau, anh có địa điểm, anh có nơi để mà gặp nhau, có chỗ để ví dụ như là để xe, để chiếc, để đồ, thì thoải mái thôi, vui chơi thôi. Còn nếu ưng nữa thì sau này em định tính diễn cả ở, nói chung là diễn thì hơi sâu, nhưng mà định tính họp ở Cần Thơ, ở Đà Nẵng và ở Hà Nội. Hà Nội thì rất nhiều người anh em ở ngoài đó là bảo là ra đó rồi, nhưng mà Hà Nội thì cái đó từ từ, làm tốt được cái ở Hồ Chí Minh thì ta sẽ làm tốt ở nhiều nơi khác, thì đó là cái mong muốn. Và cái thứ mà những video mà hiện tại em đang có đến tận là 60 video rồi đấy, là em muốn phổ cập ngành chứng khoán. Hôm qua có hai người bên lãnh đạo bên em nói rằng là nhiều người biết được hơn mày luôn á, nhưng mà không dám nói, không nói được và không dám nói. Cái thứ của quan trọng đó là nói ra cho mọi người cùng hiểu. Em mong rằng là bây giờ trên thị trường có 4 triệu tài khoản chứng khoán, Axi chắc khoảng tầm 1.8 triệu anh nhỉ, cái tầm đó. Thì mong rằng là trong vòng 3 năm tới mà anh em cùng nhau chia sẻ, với mỗi lần em video á, anh em cứ chia sẻ thoải mái đi, chia sẻ là không phải là cái gì chuyện là vì em đâu, mà vì nhiều người cùng biết tới. Thì ví dụ như 8 triệu tài khoản, 10 triệu tài khoản ở nước Mỹ thì chắc là bây giờ em không dám chắc chắn, nhưng chắc khoảng 70% những người Mỹ có tài khoản chứng khoán đấy. Nhưng ở Việt Nam mình bây giờ có 4 triệu à? 4 triệu nhưng mà Axi, tức là người mà giao dịch á, có 1 triệu mấy. Cái ngành này là ngành mà phát triển về mặt dài hạn, chứ không chỉ là một ngày, một ngày hai. Ý tưởng của em là thế. Nhiều người biết chút xíu kiến thức là cứ tưởng cái đó là giữ lấy để cho riêng mình, đảm bảo chứ cái nghề gì, cái chứng khoán này á, nghề chứng khoán là nghề tin học, là một trong những nghề học hỏi liên tục. Tin học á, cứ mấy bữa là nó thay đổi cốt à, từ ngày xưa là C cộng cộng với Java, rồi từ đủ thứ thay đổi liên tục, thì ngành chứng khoán cũng vậy. Hôm nay nó thế này, ngày mai nó sẽ khác. Nếu anh không học hỏi liên tục thì đảm bảo không bao giờ có được cái không chịu làm việc thì chẳng bao giờ nó được. Cái ngành này còn khó hơn cả ngành bác sĩ mổ cơ. Bác sĩ mổ lúc nào cũng phải thay đổi cả, vớ vẩn cắt tim thành phổi á, thì ngành của em, bên bọn em cũng vậy. Vì thế nên là không lo, kiến thức của em bây giờ ví dụ có chút xíu, tự sợ chia sẻ cho mọi người à, không có, ngày nào em cũng đọc sách hết á, ngày nào em cũng thêm kiến thức hết á. Nên là mọi người cùng nhau hỗ trợ nhau để bước lên, đó là cái ý tưởng của em như thế, thì anh chị ở đây cùng nhau hỗ trợ. Video này thì em không có trực tiếp, nhưng em quay lại em sẽ gửi trong các cái nhóm của anh em mình thì về có thể xem lại được. Thì đấy gì, đấy không phải mấy anh em đây cùng nghe, mà mọi người ở nhiều nơi nghe, em nhận được những cái phản hồi rất là tốt luôn. Hôm qua thì em nhắn tin họp nhóm, rất nhiều người nhắn lại là đang ở Phú Quốc, đang ở đâu đó không tham gia được, thì cố gắng gửi lại video cho anh chị. Thì cái thứ đó là cái thứ mà em chú trọng đến chuyện đó, thì anh chị cùng nhau ủng hộ em những cái chuyện đó. Ok, tiếp theo thì em mời hai mấy anh bên này, không bảo là bên này được nói cả rồi, bên này không có được nói gì cả. Dạ. Rồi, hai chị, hai. Thì em cũng có chia sẻ này, em cũng tham gia 6 tháng, cũng đã
cảm nữa. Vì vậy nên là bây giờ em cũng đang phải học hỏi. Từ cái lúc mà lên YouTube mà tình cờ nghe anh Thắng nói đấy, cũng như được thế, thì tới bây giờ em cũng gặp rất nhiều bài học rồi. Thì bây giờ thì cái cách của em giống như anh Thắng này, với cả anh gì bên SI đó. À, mình lại đúng không? Là cái thị trường này rất hay, mà mình có thể báo cho nó được. Và mình cũng nên chọn những cái cổ phiếu mà dẫn sóng có thứ gì đó. Chuẩn. Và thứ hai là mình nên bổ sung kiến thức về cơ bản vào những cái bản xem. Từ đó mình sẽ đánh theo cái xu hướng của anh Thắng nói là đánh cái cổ phiếu dài hạn mà mình đánh ngắn hạn. Đó, thì mình học thêm cái TA đó, để mình đánh theo đó. Em thì cũng có nhiều thời gian. Mình đánh được cái đó. Thì giống như bạn này bạn cũng muốn cái thứ đó. Còn anh này thì anh đánh theo kiểu khác, anh kia đánh theo kiểu khác. Thì em cũng muốn đánh theo đúng rồi. Như anh Thắng nói và anh Thắng có Thắng cũng là cái cách của mình. Đó, thì tức là đấy rất là hay. Cái kỳ lên nhiều hơn là mình đánh là mình bỏ mình cuối năm mình coi. Đúng rồi. Thì em muốn đánh theo kiểu đấy. Thì bởi vậy thì tham gia cái đó này thì mọi người cũng anh Thắng giúp đỡ. Yeah. Đi theo cái cách của Thắng cũng là cái cách của mình hay chơi. Khi mình tìm ra một cổ phiếu nó mở ra một cái chu kỳ uptrend dài hạn, khi cho cái điểm mua đầu tiên thì nên xây kho nó và sẽ chơi đinh trên đó. Và lúc đó khi cổ phiếu bắt đầu nó vào uptrend rồi thì nó sẽ đi tầm mình 5-6. Thì em không nghĩ là em sẽ kiếm một cái cổ phiếu này thì mình sẽ đi trong một hai cổ phiếu thôi. Đúng rồi. Tại vì nó mới bắt đầu thời kỳ uptrend. Vào luôn rồi cứ chơi chiến lược là xanh mạnh bán đỏ mạnh mua, cứ gặp cái ngưỡng cản trên ấy, thấy yếu dòng tiền yếu thì bán ra và khi nó về vùng dưới hỗ trợ dưới cho mình mua vào, đừng để mất hàng. Giả sử là mình xây dựng 1 triệu cổ phiếu đó thì mình sẽ dành cho 300.000 để mình lướt lát trong ngày kiếm thêm và em mình... sau này em sẽ học đấy như là chia sẻ về như mình lướt nó đi thì mình mua cái mua nó và mình bán nó thì mình sẽ dùng như thế nào, mình phải mua bao nhiêu cổ phiếu để mình làm cái vốn mình bắt đầu đánh ra ra vào nó đánh như thế nào được. Thì cái đấy thì em cũng chưa hiểu lắm, có một cái số lệnh ví dụ như lệnh ATO hay là MB cái gì thì em cũng chưa hiểu là mình xài như thế nào. Em chỉ biết trong cái giao dịch từ 9:15 đến thì em đọc lệnh đường trên mua bán như thế thôi. Đây, giới thiệu cho em cao thủ đánh ngắn hạn đây. Không, mình đánh ngắn hạn trên cổ phiếu dài hạn. Nhưng mà chắc chắn là những cổ phiếu mình chơi nó phải có tiềm năng dài hạn thì mình mới chơi. Đấy, thì trên thị trường thì nó có nhiều cách chơi, tại vì mình là môi giới nên mình phải chiều khách hàng. Khách hàng thích chơi đầu cơ, thích chơi ngắn hạn, thích chơi phát lượng luôn, hay là thích chơi cổ phiếu dài hạn mà đánh ngắn hạn thì mình đều tư vấn được hết. Và người môi giới phải cung cấp tất cả dịch vụ cho khách hàng. Đấy. Có những cổ phiếu đầu cơ mình vẫn vào. Đấy, ví dụ như Hoàng Anh Gia Lai chẳng hạn, những cái phiên cut out như qua vẫn có thể mua được đánh hạn, nhưng cái cổ phiếu về dài hạn nó thì mình chưa đánh giá được. Nhưng mà ví dụ như vẫn chơi được T3 về tiền là lời. Cái chung cuộc kết quả cuối cùng là anh kiếm được bao nhiêu tiền. Kết cục như vậy. Nhưng nhà đầu tư họ thích cái đánh như vậy thì mình phải chiều theo, mình phải tư vấn như vậy. Và môi giới mà. Chứ không phải cứ ai cái phương pháp mình là đúng, nhưng mà không phải ai cũng theo phương pháp của mình. Không ai cũng, bởi vì có những người họ thích rủi ro cao, họ thích beta lớn. Có những người người ta nói là mình có nghe broker, nhưng em nghĩ là nên nghe broker. Bởi vì chúng tôi là làm, chúng tôi nghiên cứu là tới 12 tiếng một ngày thì nghiên cứu cái môn này thôi. 8 tiếng một cơ quan, 4 tiếng ở nhà, 12 tiếng. Còn các anh chị có đi làm, anh chị cùng lắm bỏ ra được 1 tiếng nghiên cứu cái này thôi thì làm sao mà. Một năm của chúng tôi là bằng các anh chị là 10 năm nghiên cứu về môn này. Một ngày 12 tiếng. Đủ các loại chiêu trò thị trường, đủ các loại cạm bẫy tôi biết hết. Tại vì làm kinh nghiệm chúng tôi là 10 năm trong ngành này. Thì nó rất là tất cả có một cái vấn đề là những cái tài khoản mà như những nhà đầu tư nhỏ thì khi mà đăng ký một tài khoản thì thường lại đưa cho em một số bạn sinh viên có ra trường chưa kinh nghiệm gì hết cái đó là tài khoản mà vài chục triệu, trăm triệu này không đưa những bạn đúng. Hiện tại thì đang có tình trạng đó. Đang có tình trạng đó. Chứ từ những cái bạn đó đưa tư vấn nhà đầu tư người ta đã lo chưa biết gì hết. Nếu mà trong ngành chứng khoán mà một người mới đi làm dưới một năm ấy, dù có học bằng đỏ thì phải học hay CFA nước ngoài về thì cũng thế thôi. Vì cái chứng khoán nó có hai yếu tố quan trọng, đó là kinh nghiệm, sau đấy mới đến học thuật. Nên tại sao có rất nhiều người giỏi chứng khoán, chơi rất giỏi, họ không học ngành tài chính, là học ngành kỹ thuật. Đấy đúng không? Chứ họ đâu biết kiến thức về tài chính, có gì đâu.
những cái điều đó là cái điều đam mê với kinh nghiệm và cái quyết định đấy. Nên là những người mở tài khoản đấy, một là nhìn thấy trẻ tuổi, hai là nhìn thấy không có vẻ không nhiều tiền, ít thì thường thường có xu hướng là giao cho mấy bạn sinh viên mới thôi, các em thực tập mấy cái khách này đi, nhiều khi mình là vật thí nghiệm. đúng là thế và thí nghiệm cuối cùng lại chết xong rồi họ vừa bước chân vào thị trường cái gặp mấy ông sinh viên tư vấn cho nó cái họ lại nán, họ rút ra khỏi thị trường luôn. Nên là cái thị trường họ cần những cái người mà mình phải làm cho mình lời, mình liền, mình đam mê, mình mới dám bỏ tiền vào tiếp đấy. Nên về cái nghệ thuật đi câu cá đấy là ví dụ như Lợi thì Lợi đã có từng có khách hàng là chỉ chơi thí điểm 100 triệu, nhưng mà đúng bây giờ tài khoản họ ném vô 5 tỷ rồi, rút hết tiền tiết kiệm họ chơi luôn, lời và thấy rất là an toàn như thế. Nhưng mà tiềm năng như vậy, nếu mà thật sự mà ném 100 triệu như thế mà đưa mấy người trẻ vô, chắc chắn là khách cho mình theo luôn rồi, thì không có được như ngày hôm nay, không thể nào có được cái 5 tỷ như ngày hôm nay. Thế thì đây là kinh nghiệm, chứ không phải là những người trẻ mà họ không có kinh nghiệm đó, không có tiền. Bởi vì như này, họ không có tiền nhưng họ có mối quan hệ. Ví dụ như Lợi tư vấn cho anh biết là anh có 100 triệu thôi, nhưng mà anh Lợi chắc chắn là anh sẽ giới thiệu bạn bè, những mối quan biết của anh cái đó. Nhưng mà cái lúc trẻ bây giờ không biết khai thác đó, nó chỉ muốn ăn trăm làm thịt mình thôi. Nhưng mà đâu biết là bạn bè mình rất là nhiều, mà cứ tư vấn cho tao đi, tao nhỏ tiền thôi, nhưng mà bạn tao nhiều tiền lắm, giới thiệu vào thế thôi. Anh này nghiên cứu nhiều nên anh gầy này, thấy không? Đó là nghiên cứu nhiều nên anh gầy này. Mình cũng là một trong những môi giới xuất sắc nhất SI, có nhận giải thưởng qua mới kinh doanh. Dạ. Thì có nhận giải thưởng bên SI. Thì em có nói chuyện một đơn anh SI, thì em cũng bị lỗ, tìm các cái đầu mối để trợ giúp. Nếu mà ấy thì qua SI, là tài khoản nó giúp đỡ cho. Nhưng mà em chưa qua SI, thì là em đang ở bên mấy banh. Giờ em muốn xin ý kiến của cái anh làm nghệ thuật đấy này. Anh hình như là thiết kế thời trang đúng không? Thiết kế thời trang. Ok, em xin ý kiến của anh thiết kế thời trang về tài chính thì có như thế nào ạ? Trước tiên thì mình nói về cái cảm nghĩ của mình. Thì nói chung là cũng kinh doanh. Thì mình thấy cái gì mà nó thực là không có gì cho không, nhưng mà cơ bản thì mình chơi chứng khoán cũng từ 2007, nhưng mà mình tới 2010 mình bỏ tới giờ. Thì từng rồi mình giờ mình mới lấy thắng, tức là cũng có nhiều người nói lắm, nhưng mà chung quy lại là người ta cũng vì cái lợi ích của người ta. Nhưng mà khi mình thấy thắng chia sẻ những cái, ví dụ như thắng chia sẻ những cái, thì mình thấy thật sự là đúng giống như thắng nói, tức là mục đích của thắng là lợi ích gì cộng đồng. Thành ra nói chung chắc có lẽ là bạn bè đang vậy, không phải là vì chơi chứng khoán mà nhất thiết phải lợi nhuận, tại vì trong đây 10 người chơi có thể 8 người 7 người lỗ, nhất là trong cái thời gian 2008, 2009, 2010. Nhưng mà mình trở lại để gì, mình thấy nó giống như cái một cái cuộc chơi, cái trò chơi mà mình thích, mình phải chơi, phải thắng. Dạ. Yeah. Nhưng mà muốn thắng không phải thắng là thắng. Đúng rồi. Đúng không? Đó. Nhưng mà mình muốn đúng như cái mục đích của thắng nó, tức là bạn bè mình gặp lại ở đây, tức là cũng có học hỏi, cũng có chia sẻ, cũng có cái này. Và ví dụ như có thể những người bạn ở đây chúng ta trở thành những người bạn thân, có thể nhiều khi ví dụ như vợ chồng thắng hứng đi chơi, cũng có thể bạn bè alo, ví dụ như 4-5 cặp, 3-4 cặp, hay là toàn thể nam mình lên xe mình đi ra ngoài chúng ta ăn, mình nhậu, mình chơi, mình vẫn còn cái mối nó thân thiết. Dạ, dạ, dạ. Thì nó thành một cái hay. Thành ra là mình cảm thấy mình đến đây mình thấy nó không có tiếc. Còn ví dụ như những người mà người ta mình thừa hiểu, người ta chia sẻ kiến thức để mục đích là cuối cùng là cũng là gì tiền. Nếu mà tôi muốn nâng cao kiến thức, tôi ở sẵn sàng tôi bỏ đóng tiền để học, nhưng mà cái đó nó bài bản, nó giống như cái gạch cuông, nó không có cái gì mà nó có nhiều cái ngoài kinh doanh nữa. Dạ. Cái học mà trên trường lớp như anh nói á, dạ, đúng rồi, áp dụng mấy cái đó thì đâu có lời, bởi vì những cái thầy giáo ở trong cái trường á, nó cái kiến thức đó là nó sách vở nó lâu rồi, và cái đó là cái đi theo cái mô hình thị trường lý tưởng. Còn cái thị trường Việt Nam là thị trường của những cái chiêu trò ma giáo, mà mình áp dụng những cái điều đó vào cái thị trường mình nó không có đúng. Em là thật sự anh ấy cua nhớ những thầy sửa xe ra mình không có sử dụng được cái gì bao nhiêu đó. Cứ phải là bảo giờ cứ nói là cái doanh nghiệp đó tốt, là phải chỉ số này chỉ số kia, nhưng có nhiều cái nó không phải là như vậy. Đấy. Tại vì sao có những cổ phiếu nó cứ lên giá, thì mình nếu mà mình cứ theo rập khuôn sách vở thì mình sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.
Bởi vì những cổ phiếu nhiều khi chỉ số PE rất là cao nhưng cứ tăng trưởng, ví dụ như ACV chẳng hạn, PE giờ tới 50, hàng không Việt Nam đấy. Nếu mà định giá bây giờ thôi PE 15, 16 đừng có mua nó thì đó là mình mất cơ hội rồi. Bởi vì cái ACV nó chỉ có một, mà đến hàng trăm, hai, ba trăm năm sau nó chỉ có một mình nó sẽ tồn tại mãi mãi. Cái thị trường mình nó luôn luôn đồng hành thị trường, bởi doanh nghiệp nó không bao giờ phá sản được. Nó luôn đồng hành cùng thị trường, nó giống như cái cục mua cục vàng để đó thôi. Với giống kiểu như vậy thì làm sao định giá 15, 16, 17 được, làm sao mà so với lãi suất tiết kiệm được? Có cái sai lầm lớn nhất mua để so với lãi suất tiết kiệm mà cái cổ tức nó trả xứng đáng không? Đó là điều sai lầm lớn nhất của cái nhà đầu tư, bởi vì họ luôn luôn nghĩ lãi suất tiết kiệm là 8%, 5, 7% năm nó hoài, 2, 3 năm sau đâu thấy à? Trong khi lãi suất tiết kiệm của Mỹ, của Nhật nó gần như 0%, Singapore gần âm, các nước có 1-2% thôi. Cứ lấy một cái doanh nghiệp nào đó mình lo so với tiết kiệm là phải là 7-8% năm, đó là điều sai lầm. Và cái điều là lãi tiết kiệm cao hiện nay về dài hạn chắc chắn phải giảm xuống, nếu không thì mình không thể nào mà cạnh tranh với các nước khu vực lãi suất nó thấp như thế, doanh nghiệp thì sao cạnh tranh với nó được, buộc phải giảm. Nhưng mà trong xu hướng hiện tại nó giảm từ từ, không giảm nhanh được, nhưng mà cái đòi hỏi của mình là cứ phải là như vậy thì rõ ràng thì cực kỳ vô lý đấy, đó. Nên có những chuyện mà tại sao như đất đường Đồng Khởi nó đắt như vậy, mua cái nhà cái 100 tỷ mà cho thuê tháng có mấy chục triệu thôi, làm sao bằng lịch tiết kiệm được? Sao anh mua cái nhà làm gì, anh không ném tiền tiết kiệm được khu được nhiều hơn, đúng không? Cái câu chuyện là như vậy. Vì Đồng Khởi đâu có được mấy căn đâu, đâu có được mấy căn nhà đâu, nó là tài sản rất hiếm. Nên là cái các nhà đầu tư nó mắc những cái sai lầm về mặt định giá cổ phiếu, họ chỉ chầm chầm những EPS cổ tức đấy, cái giá trị mà họ không biết được cái giá trị tương lai tiềm ẩn trong doanh nghiệp, họ lỡ nhiều cơ hội của nhiều cổ phiếu đấy. Như lần vừa rồi là Lợi có đầu tư OTC con tập đoàn xăng dầu Vitolimex, cả đúng rất nhiều, mua tới 90.000 mà giá bình quân có 32 thôi. Bây giờ nó hôm qua đã có lôi giao dịch 41 năm rồi. Mua được đây còn tháng, mua có hơn tháng. Mua là vẫn được, tại vì mình định giá không dưới 50. Tại vì nó cũng giống như ACV, nó còn tài sản. Vitolimex là cái công ty tài sản lớn nhất Việt Nam, một công ty có tài sản lượng tài sản lớn nhất Việt Nam. Vậy em hỏi là cái đấy là khi nào nó lên sàn? Nghị quyết là quý 1 này, nhưng mà chậm nhất là tháng 4. Chắc chắn là mua đó là chắc chắn là 20% nữa, 20% trong vòng. Vừa rồi Việt Jet thấy mua cũng ngon, nên lên 90 chắc chắn. Thôi thì giờ lên 110 rồi. Đấy, chọn những cổ phiếu định giá như vậy, đùng cái mỗi một tháng mình lời 7-10% rồi. Còn thằng Novaland với cả cái thằng Novaland lên sàn rồi thì đã cái ngân hàng gì đó là cũng không nên mua, tại vì cái đấy nó không cái Petronomic nó thỏa thoãn được 3-4 yếu tố trọng yếu của một doanh nghiệp. Thứ nhất về định giá so với PE bình quân bình ngành, ví dụ như là bây giờ giá là 41 năm đi, nhưng mà EPS năm vừa rồi nó 5.000, PE dưới 10. Thứ hai là nó lại là cái cổ phiếu đầu ngành của nền xương sống kinh tế Việt Nam là PE dưới 10 vô lý, trong khi ACV là 40, đúng không? Hai là nó là doanh nghiệp mà có khối lượng tài sản khủng khiếp, nhìn hệ thống kho chứa từ Bắc đến Nam, các cửa hàng xăng dầu, các cái nhà tài sản, một số tài sản là để thuê của nhà nước. Em thì em cũng cũng chia sẻ thêm với chỗ anh Lợi với lại mọi người đang nói, em muốn đi tiếp cái ý của anh nhá. Thực tế mà nói em muốn mọi người hiểu được cái bản chất của sự việc, chứ em không muốn hiểu cái ngọn. Cái của anh và bạn đang nói nó chỉ là một vấn đề của cái câu chuyện lớn thôi. Câu chuyện bản chất của ở đây anh nói đúng. Ở đây thậm chí đây ở đây 10 người, 9 người lỗ. Em khám khẳng định chuyện đó. Nhưng cái vấn đề lỗ hay lãi, em có rất nhiều khách hàng á, luôn luôn khách hàng mà trong doanh nghiệp của em mà em nhận về gọi là quản lý á, họ bỏ vào 2 tỷ, cứ mỗi năm mất tỷ, tiếp tục sang năm bỏ tiếp 2 tỷ, năm mất tỷ. Và đúng như câu chuyện anh nói luôn, câu chuyện đó là đây nó cũng vừa là cái chuyện là kiếm ăn đối với những người chuyên, nhưng thực tế phải hiểu được bản chất sự việc đó là phải chuyên, phải đầu tư nó bằng một cái khoảng thời gian nhất định. Để nghiên cứu có hai cách, một là nghiên cứu theo hướng là anh phải chuyên để kiếm tiền, hai nữa là mình gọi là quản trị chiến lược, tức là quản lý một cái giống như là anh là minh chủ, còn bọn em là người tư vấn là Khổng Minh chẳng hạn, hay là vì gọi là quân sư chẳng hạn, thì anh có hai giải pháp. Một là anh dành toàn thời gian để nghiên cứu nó để anh tự anh là kiếm được lợi nhuận. Cách thứ hai nữa đó là hãy quản lý bằng một chuyện là tìm một người để tìm người đủ tốt, giống như anh bảo là giao cho mấy cô sinh viên, mấy anh sinh viên làm được. Hãy tức là hãy khó khăn với cái tiền của mình, khó khăn với tiền của mình, tức là tiền của tao tao phải tìm được đúng người thì mới giao, còn không đúng người không giao, tiền nó cứ để đó, bảo tao giao dịch đúng không giao, không mua không bán,
ta chưa tìm được đúng cái người thì ta giao cái đó để làm gì, để tư vấn đúng và để kiếm được lợi nhuận. Còn cái câu chuyện mà cái ngọn của câu chuyện kiếm lợi nhuận á, thì câu chuyện đó là ngày nào em cũng bàn rồi, em không muốn bàn ở cái chỗ mà để đi lâu cây số đến đây để mà bàn chuyện đó, bởi vì ngồi chỗ khác em cũng bàn được. Bởi vì đơn giản em ngồi nói này thì đương nhiên anh chị ngồi nghe thì cần hỏi gì em trả lời. Chuyện đấy thì có khỏe cho anh chị hơn không, phải bắt gì đến đây cần gì mệt. Nhưng em đang đi vào cái cây của anh, đó là thứ nhất đó là cái sự đam mê. Cái người cùng đam mê với nhau, kết nối với nhau thành thân tình nó cực kỳ dễ. Bởi vì chúng ta gặp với nhau là nói về cái đam mê, thế là nó rất là vui vẻ. Cái thứ hai nữa ở đây em muốn nói đến đó là sao? Nha, em nói với anh nha. Không phải tự dưng có thêm những người bạn. Không phải tứ hải giang hồ mà chỗ nào cũng có bạn bè cả. Không phải đi tới đâu cũng có bạn bè. Đó là cái thứ gọi là cần thiết hơn. Cái thứ ba nữa là bản thân cái nghề của anh á, có khi tháng anh kiếm 50 triệu, có khi cả 100 triệu á, hơn cái nghề này nhiều. Đơn giản anh vẫn trích ra đó một nửa số tiền anh kiếm được để anh chơi đấy. Cái cuộc chơi giống như kiểu thích thì đánh bài chơi vui ấy. Nói cái cuộc chơi chứng khoán ấy, thì nó có một cái chi tiết như thế này. Có mở một vài tài khoản cho khách hàng có được đứng tuổi, chị nói chị phải chơi chứng khoán lâu để chị không chơi. Tại sao? Chơi cho cái đầu óc chị nó vận động, cho nó minh mẫn. Nó giống như người tập thể dục mà chạy bộ là khỏe cho cơ bắp, nhưng mà chơi chứng khoán là khỏe cho cái đầu. Đúng rồi. Em năm mà trước đây năm 2008 ở sàn đấy là hai người rồi. Đều nói là chị phải chơi cho cái não mình nó không có bị ngộ. Cho cái não nó khỏe. Đúng rồi. Mình là từ gì? cái bác già mà ở sàn SRI, cái bác cơ ấy, bác thì đang ngồi tóc bạc cái gì, cái bác rất chi là già già lắm rồi, nói chuyện vui rồi luôn. Đúng rồi ông bảo chơi vui, chơi tôi vui, đúng rồi, ít thôi. Bác nói này, em chia sẻ với bác, em hỏi bác á, là tại sao mà bây giờ lớn tuổi rồi mà sao bác ngày nào cũng đến sàn rất là đúng giờ. Bác bảo thế này này, con bác bảo là đừng chơi nữa, đừng có giao dịch nữa, mất tiền bố ơi, với hai nữa là để đó của bọn con chu cấp cho, không cần phải lo. Bác nói này này, nếu tao ở nhà tao nằm là ngủ đến 10 giờ chưa dậy, đêm thì là không, tức là không đúng giờ, thì dẫn đến câu chuyện là tao chết sớm hơn bây giờ. Nhưng mà tao là cứ đúng giờ đi ngủ, 10 giờ đi ngủ, sáng sớm ra là thuê một xe ôm riêng, con cái thuê cho một xe ôm riêng, chở đến nó, đến giờ nó đón bác nó về. Bác lớn tuổi rồi, năm nay chắc ngoài 90 á. Nhưng mà đến sau đó là gì? Đến là được gặp chúng mày, đúng không? Toàn trẻ nói chuyện vui vẻ này. Thứ hai nữa là tao đến đây đúng giờ đúng giấc này, sinh hoạt làm ăn làm như một cái người đang đi làm, lúc nào cũng thấy tươi mới. Gẹo, xin lỗi nha, đây là nói chuyện riêng nha, gẹo gái còn hơn anh em mình luôn. Nhưng mà rất là vô tư. Mà bác bảo từ cái ngày mà nó đến giờ tao không có bệnh gì hết, chỉ là mấy cái ốm vặt cúm linh tinh thôi, chứ còn không có nằm ì, không có gì hết. Đầu bác minh mẫn, dậy sớm rồi tập thể dục xong cái là xe ôm đến, lai bác đi đến làm. Tiền bạc không thiếu. Bác có một người con, chia sẻ với riêng em luôn, bác có một người con là người đầu tiên mà cái đợt mà có nói chuyện với vợ luôn, là bác đã chửi cái thằng cho đi học Anh về, sau đấy tự dưng xin tiền bố mấy chục tỷ ra ngoài Phú Quốc mua. Mày bị điên à? Đất ở đây không mua, ra Phú Quốc mua làm gì? Ra đấy đồng không mông quạnh nhau hút. Thế mà bây giờ nó lại thành công cháu ạ. Nên là đúng công nhận bọn trẻ các cháu giỏi. Là ý là ông ấy đã khoe con á. Nhưng mà ý là nhà đấy là rất là điều kiện. Bác là những cái người cái thời đầu mà trước giải phóng á, rất giàu luôn, cực kỳ giàu luôn. Hôm nào đấy mọi người đến sàn SSI Nguyễn Huệ á, có một cái bác già tuổi nhất, tóc bạc và trắng rồi, sẽ đến đây gặp bác á, nói chuyện bảo là có cái thằng Thắng nó nói chuyện là bác cứ thử nói chuyện là ông á, năm nào cũng được SSI cho bật sân banh đầu năm, với lại cầm tiền đi mừng túi lì xì cho mọi người cái phiên đầu năm. Em ngày xưa em hay ngồi ở đó, em biết cái chuyện đó. Cái đó là cái rất là vui đó, môn vận động trí óc. Đúng, rất là tuyệt. Một cái chi tiết nữa thì lại muốn chia sẻ với các anh chị đây là, nếu muốn hiểu cặn kẽ về xã hội cùng với thế giới thì đi theo ngành chứng khoán. Đúng rồi. Bởi vì một vụ cháy rừng nó cũng phản ánh với chứng khoán, một vụ khủng bố tận Syria nó ảnh hưởng với chứng khoán, một chính sách cắt giảm lãi suất của Nhật nó cũng ảnh hưởng chứng khoán, thế đó, một cái máy bay rơi ảnh hưởng với chứng khoán, ngày mai công bố số liệu GDP có ảnh hưởng chứng khoán, mốt nghe giá xăng dầu lên cũng ảnh hưởng đến chứng khoán, ví dụ như thế. Đi trên đường cái mà thấy cái khu đó năm ngoái thấy đồng không vòng quanh, năm nay đi thấy con đường mở qua lại nghĩ ngay công ty nào nó sở hữu quỹ đất ở đó, lại thằng cổ phiếu công ty đó cũng lên giá. Tức là luôn luôn mình vận động, mình suy nghĩ, một ngày nào đó mình bước vào cây xăng thấy cây xăng nó giảm giá, trước đổi giá nay giảm giá, vậy thì cổ phiếu vận tải nó sẽ lên giá. Tức là luôn luôn vận động, luôn luôn suy nghĩ, cái gì cũng có thể biến với chứng khoán, thật sự như vậy đấy. Đây có một nhân viên ACV này, em muốn tham vấn ý kiến của các bạn trẻ. Bạn này rất là trẻ. Đây à. Hiện tại đang làm cho ACV. Sau này nếu bao anh... này là anh có số rồi. Dạ đó. Bạn này gặp FPT làm ACV. Dạ. Thử nó nói chuyện đi, em thử nói chuyện xem em nói. Anh biết hôm ACV, em cùng cà phê với anh Minh Lân cùng với hai em thử.
Một lần mà anh đi sân bay còn bị trễ giờ, anh gọi cho chú ấy, chú nhớ. Bắt hủy bắt cái vé của anh. Chậm đúng 2 phút mà thằng Việt Nam Airlines nó hay. Cứ nói đi, tự anh nó điền được cho em. Cái chuyện riêng lúc khác tao nói chuyện với nhau, tao tập trung vào cái chuyện chính xem như thế nào đi em. Thì thực sự là em nghĩ là đầu tư chứng khoán là một cái cánh đầu tư là rất là tốt. Xong anh cái hướng đi theo cái hướng đi của anh Thạng là rất đặc tuyệt rồi. Bây giờ mọi người cứ đi theo cái hướng của anh Thạng là chắc chắn là sẽ thành công. Khó đấy. Cũng khó đấy. Nói là khó đấy. Bây giờ như này là thực tế thì có từng biết vật đạo. Có từng biết vật đạo. Cái người mà đang chia sẻ này với các anh chị, họ mà thành công em cần mình mới học được. Thắng nó đơn điển hình tuổi trẻ nhưng mà mua được nhà cao và rộng đất đai mà từ cái môn trứng ra. Từ cái môn trứng nhà. Giống như em vậy, em là em theo đuổi cái ngành chứng khoán từ lúc em đang ở trọ. Thật sự là ở nhà trọ. Thì bây giờ cũng vài nhà cũng có xe hơi, tài khoản cũng có khá khá. Nói chung từ những tình huống như vậy. Đấy, mình có những lúc mà mình xoay chuyển được tình huống. Và có những lúc cực kỳ quyết đoán mà trên thị trường là em có một vài lần quyết đoán mà cả cái gì anh em là tâm phục em. Xoay chuyển định hướng là cái hôm cái con ghét nó chào xả, nó bán ra 110 triệu. Mà trên tài khoản của em lúc đó có toàn bộ chứng khoán. Em thấy lệnh bán phát mà nó vừa công bố bán mà vừa công bố qua như hôm nay thì bán luôn. Em bán lệnh vào B toàn bộ tất cả những chứng khoán trên tài khoản em bán hết. Sang mua luôn bằng gắt giá 17.6. Đúng một tuần kiếm 1 tỷ. Có những thương vụ như vậy. Tuần kiếm 1 tỷ luôn. Đó là những cái cơ hội thành công. Hay là cơ hội thành công như đợt gần nhất là 30 tháng 9. Thấy dấu hiệu thị trường xấu mà thấy đi Sài Gòn lên 122 OTC đấy. Bán toàn bộ tài sản trên sàn rút ra mua bên Sài Gòn. Giá 122 thì sau đó lên sàn được bán được 220 trăm giá và chỉ trong vòng 3 tuần lại kiếm tỷ nữa. Đấy. Sau thương vụ thứ 3 là chuyển ra OTC đánh đầu tháng 10 ra all in BLX. Giá bình quân mua mấy đợt 32 rồi còn công trình Việt Theo 13.1. Giờ công trình Việt Theo lên 19 năm rồi. BLX bây giờ là 41 năm. 90.000 thì lại cặp quả hai con rồi lại loanh quanh lại kiếm được 1.5 tỷ nữa. Chỉ trong vòng 2 tháng. Tức là luôn luôn có những kịch bản mà mình tự tin mình thắng và mình dám all in. Mình quyết đoán như vậy. Nhưng mà bây giờ ngay thì điểm bây giờ thì cơ hội trên sàn OTC nó gần như giống nhau. Trên sàn bây giờ xuất hiện rất là nhiều cơ hội. Nhiều cơ hội. Đấy, rất nhiều cơ hội. Chút xíu em sẽ hỏi với anh về cái việc mà cơ hội cho cái tuần tới và cơ hội cho cái năm 2017. Em muốn là anh chuẩn bị tư duy để suy nghĩ để bọn em sẽ tham vấn anh ý kiến đó. Bởi vì không phải là ngày okay, nào. Ok, bây giờ thì từ từ cho em hết cái vòng là anh em cùng nhau chia sẻ cho vui đã. Rồi sau đó em muốn là anh lát nữa thì Thắng nói xong là Lợi sẽ chia sẻ là cái cơ hội năm 2017 hay là tới đây nó như thế nào. Rồi ok, và thị trường ok. Lên hay xuống, cửa lên hay cửa xuống, cơ hội như thế nào, lý do tại sao lại có những cơ hội như vậy là lát nữa lại nói. Dạ. Qua cái vụ mà mấy cái vũ trụ này em cũng nghe nói. Từ cho mọi người tức là anh muốn xây dựng, anh muốn xây dựng lợi ích ở cái nhóm của anh em mình á, là ở chỗ thế này này, nó không quá thiên về cái câu chuyện là những thương vụ đánh đấm hay là một cái câu chuyện mà gọi là, bởi vì em hãy nên nhớ một điều thế này này. Cái thứ anh Lợi làm được, em chưa đủ cái thông tin và chưa đủ cái khả năng để tiếp cận. Nhưng nếu như giả sử như anh Thắng làm trong tất cả các video, Thắng không muốn rằng là mọi người luôn luôn phải đi theo sau Thắng để phụ thuộc vào Thắng. Mà Thắng làm một cái câu chuyện đó là hãy đưa ra cho mọi người cái giải pháp và tìm cái giải pháp riêng cho mỗi người. Bởi vì tiềm lực tài chính mỗi người là khác nhau. Thời gian đầu tư vào cái thị trường, ví như anh Lợi là anh có khi anh dùng đến 24 tiếng đồng hồ trong một ngày để làm nghiên cứu chứng khoán, 12 tiếng anh làm thực tế và 12 tiếng còn lại anh vừa ngủ anh vừa mơ về chứng khoán. Nên câu chuyện đó bạn không làm được, nên bạn không chưa thể đi theo những hướng đó được, phải đi từng bước theo cách của riêng mình. Nên là mình muốn chia sẻ cái câu chuyện này để gì, để bạn tìm được mỗi cái giải pháp riêng cho mình từ những kinh nghiệm của những người xung quanh. Ta gặp nhau để làm chuyện đó, ta không gặp nhau để làm cái câu chuyện đó là đây tôi làm được đây này, hãy làm theo tôi. Kỹ năng của bạn, sức khỏe của tôi, ví dụ giả sử bạn rất là khỏe đi, bạn vác được 3 bao, tôi không vác được 3 bao, tôi chưa làm chuyện khác, tốt hơn là chuyện đi vác bao. Anh làm được thiết kế độ thiết kế, em không làm được. Anh làm được về tin học về đồ họa, em không làm được.
anh làm là giáo viên em không làm được, đơn giản em tìm một giải pháp khác cho em phù hợp hơn, và làm cách nào cũng được, miễn sao thứ nhất đảm bảo rằng là tiền mồ hôi nước mắt của mình kiếm được với cái lứa tuổi như anh em, em nói anh lớn tuổi một chút thì có thể kiếm nhiều tiền hơn, nhưng mà với lứa tuổi khoảng tầm dưới 85 như bọn em có trong tay khoảng tầm 500-700 triệu, đó là mồ hôi rất là nhiều năm tích góp, giữ nó đã rồi hãy nghĩ đến kiếm tiền. Biết được rằng tỷ suất sinh lời của thị trường nó 10 người mà lỗ 9 người, may mắn một người không lỗ, đó cũng là một là cái kỳ tích rồi. Tham gia đừng có tham vọng ở cái góc độ là tìm ra một cái lợi nhuận. Cái này đó là bản chất của thị trường, chứ không phải là em đang nói chém gió là nói chuyện linh tinh. Đó là bản chất. Hay cái câu chuyện về lốt em cứ nói giết đấy. 82 cơ hội là 82,2 triệu, có một người trúng thôi. Nhưng vẫn là ai cũng nghĩ rằng mình trúng. Ngành chứng khoán cái việc thu hút nó nhất chính là cái điểm cốt lõi đó. Nó vừa là game, nó vừa là nghề. Làm người chuyên nghề thì nó là nghề. Kẻ mới vào nó là game. Nó là một trò chơi. Vì vậy nên cái trò chơi thì cần phải đưa cái thứ gì đấy hợp lý nhất vào đó. Đừng có đưa toàn bộ mồ hôi nước mắt của mình vào đó, rồi đến khi mất tiền quay sang báo thằng cha Lê Văn Thắng đấy, nó nói tầm bậy. Thắng không nói chuyện đó, Thắng không bao giờ nói chuyện đó. Và Thắng có tư duy về góc độ đó là gì? Hãy chuyển đổi dần, chưa chuyển đổi được ngay. Nhưng tư duy của người Việt là gửi ngân hàng và mua vàng bỏ vào két. Nhưng tư duy dần dần sẽ chuyển đổi theo hướng đầu tư. Nhưng để đầu tư được thì phải có cả cơ quan chính sách hoạch định chung, thanh loại được giúp cho anh em mình những cái thứ gì là rác rưởi, những cái thứ gì là không đáng. Nhưng bây giờ cơ quan chính sách chưa làm được chuyện đó. Vậy mình phải tự làm. Mình phải tự làm. Thì chúng ta gặp nhau để cùng nhau hỗ trợ làm chuyện đó. Sau đấy chúng ta lọc ra được những thứ để mà làm. Sau đó cùng cái tư duy đó học hỏi thêm nữa để tìm ra một cái giải pháp dài hạn cho câu chuyện là vừa làm kỹ thuật giống anh, vừa kiếm được tiền nhưng nó bền năm nay qua năm khác, chứ không phải là chộp giật theo từng cơ hội. Không phải là, nhưng mà đến khi mà giỏi được giống như kiểu là người gọi là ăn chứng khoán ngủ chứng khoán cho anh lợi ấy, thì nó lại là câu chuyện khác. Không lo, giống như câu chuyện hạt giống thôi, ai cũng chuẩn bị miếng đất của mình, hạt giống sẽ phủ đầy trên cả trên cả quốc gia. Sau này mọi người sẽ học cái câu chuyện của cây bốn lá, thử đọc đấy, nó là một cái chuyện là khi mình đủ cơ hội chuẩn bị hết cho mọi thứ thì cơ hội nó đến ắt sẽ nảy mầm trên miếng đất của mình, bởi vì miếng đất mình đã chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ rồi. Chuyện đó tính sau tiếp. Nhưng mà ý em là thế, chứ không phải là chỉ là cái cách câu chuyện của em nó khác, đặt vấn đề nó khác với mọi các cái họp nhóm khác. Anh em sẽ cảm thấy nó có ý nghĩa nhiều hơn ở câu chuyện, không phải là đi gặp nhau để đi hỏi là alo anh Thắng à, có cơ hội nào ngon không cho em phát, thế là cho em phát xong để mai mốt không cho em nữa thì em lấy cái gì mà ăn. Vấn đề không phải ở chỗ đó, vấn đề nó nằm ở cái kỳ cốt lõi khác. Và không có cái thứ gì là miễn phí hết, không có một bữa ăn nào miễn phí cho tất cả mọi người cả. Và em nói luôn là kết quả của bài toán chứng khoán không có kết quả chung với tất cả mọi người. Sẽ vẫn có những người mất tiền và có những người được tiền. Vậy ai là người tồn tại cuối cùng là người đó vừa có kiến thức, vừa có duyên với nghề, vừa có những cái thời gian đầu tư nhất định thì mới kiếm được tiền. Không hề dễ dàng đâu, em nói là không hề dễ dàng. Nó khó hơn tất cả các nghề khác luôn. Ngành chứng khoán là một ngành không phải là định tính, không phải định lượng, mà nó là định tính. Mọi người nếu mà sử dụng nhiều thứ ấy,